Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp nối hành trình nhằm góp phần phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời cho người khuyết tật, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật, mùng 3 tháng 12 năm 1992, mùng 3 tháng 12 năm 2022, chương trình cùng bạn đọc sách Nâng tầm trí tuệ Việt đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến người khuyết tật. Kể từ khi thành lập đến nay, một trong những nội dung của chương trình cùng bạn đọc sách Nâng tầm trí tuệ Việt được chú trọng là kết nối tạo thêm các cơ hội về tài liệu, phương tiện cho người khiếm thị nói riêng và người khuyết tật nói chung có thể tiếp cận với thông tin và tri thức dễ dàng, thuận lợi hơn. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm góp phần thực hiện chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau của Đảng và Nhà nước. Vừa qua, tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà cùng các cộng sự trong chương trình cùng bạn đọc sách đã đến và gửi tặng sách cho trường và các không gian đọc của người khuyết tật ở Hà Nội, Thái Bình, v.v. Đồng hành với ban tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022. Để khích lệ các thí sinh khiếm thị đạt giải, chương trình cùng bạn đọc sách đã tặng thêm cho các cháu 10 triệu đồng cùng các máy nghe sách nói, có kèm thẻ nhớ lưu sách nói và tặng sách cho Hội Người Mù Việt Nam. Trên kênh Cùng Bạn Đọc Sách, nhiều sách nói cùng video clip về những người khuyết tật thành công nhờ nghị lực vươn lên làm chủ số phận đã được tạo lập, truyền cảm hứng, cung cấp kiến thức, kỹ năng để tăng cường sự thấu cảm, xóa bớt những mặc cảm, tự ti cho người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng. Trong thời gian qua, chương trình đã mở rộng phối hợp với Hội Người Mù Việt Nam và câu lạc bộ STEP của học sinh sinh viên khiếm thị nhằm thúc đẩy việc tạo sách nói và giới thiệu sách. Cũng trong thời gian này, Cùng Bạn Đọc Sách đã tặng sách và phối hợp với trường trung cấp cho người khuyết tật tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc thi Chúng em đọc và học tập theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại, tài trợ 10 triệu đồng làm giải thưởng cho các em học sinh sinh viên. Trường trung cấp cho người khuyết tật tỉnh Thái Bình đã tổ chức trao giải cho các em vào ngày 2 tháng 12. Chương trình cũng gửi tặng một số sách cho câu lạc bộ Không gian đọc Hy vọng do anh Đỗ Hà Cừ làm chủ nhiệm để góp phần hình thành thêm một không gian đọc mới trong tháng 12. Sáng ngày 2 tháng 12, chia sẻ tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà đã bày tỏ: Trường Nguyễn Đình Chiểu là một trong những điểm trường gắn bó với chương trình cùng bạn đọc sách suốt từ năm 2019 đến nay. Mong sao những cuốn sách này sẽ giúp cho các em mở rộng hiểu biết, kỹ năng để có thể tự lập và tự tin hơn trong ứng phó với những khó khăn do khuyết tật để thực hiện được những ước mơ, mong muốn của mình. Mong sao các em học sinh khuyết tật sẽ đón nhận và cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương, khích lệ và sự hỗ trợ từ cộng đồng và của chương trình dành cho các em. Đồng thời, bà cũng mong các em học sinh không khuyết tật ở trường sẽ quan tâm hơn đến các bạn khuyết tật, đọc cho các bạn khuyết tật cùng nghe những cuốn sách hay, những tài liệu có ý nghĩa để cuộc sống luôn ngập tràn trong sự thân ái và ấm áp yêu thương. Chương trình cùng bạn đọc sách sẽ luôn đồng hành cùng các em. Cùng với những cuốn sách in, bà Nga còn tặng cho trường những cuốn sách nói và những bài giới thiệu sách được đính mã QR để tiện sử dụng trong thời kỳ chuyển đổi số. Thầy và trò trường Nguyễn Đình Chiểu, đặc biệt là các em học sinh, trong đó có học sinh khiếm thị rất phấn khởi khi được đón nhận những cuốn sách hay, đẹp cùng các sách nói. Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu đã xúc động cảm ơn tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà cùng chương trình cùng bạn đọc sách và mong rằng chương trình sẽ tiếp tục đồng hành với nhà trường trong các hoạt động phát triển văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh của nhà trường. Cô giáo Trần Thị Nguyên, thay mặt giáo viên và học sinh, trường trung cấp cho người khuyết tật tỉnh Thái Bình đã viết thư cảm ơn chương trình, trong đó có đoạn: Kể từ đây, mỗi giờ ra chơi của chúng em có ý nghĩa hơn khi các bạn tìm sách để đọc. Tiết mỹ thuật trở nên thú vị hơn khi thầy cô cho chúng em vẽ, tô màu nhân vật truyện tranh chúng em yêu thích. Tiết tự nhiên xã hội, thầy cô cho chúng em đọc sách 10 vạn câu hỏi vì sao. Mỗi tiết tiếng Việt, tiết đạo đức, các thầy cô giáo đều dành thời gian để đọc truyện cho chúng em nghe. Chúng em đã được biết đến chuyện về danh nhân đất Việt, thông minh từ nhỏ, những câu chuyện, bài học cuộc sống trong những cuốn sách. Chúng em biết đến cuốn tự truyện Không gục ngã của dịch giả Nguyễn Bích Lan, người phụ nữ nhỏ bé, không may mắc phải căn bệnh hiểm ác, loạn dưỡng cơ, nhưng chưa bao giờ gục ngã trong bất cứ hoàn cảnh nghiệt ngã nào. Chúng em biết đến Một cầu vồng trong đêm, câu chuyện cảm động về chó dẫn đường cho người mù của thần đồng văn học Nga 13 tuổi làm chấn động cả thế giới. Chúng em biết được giá trị của tình bạn, giá trị của tình yêu thương. Thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ tàn phai, chỉ có tình bạn ở lại. Chúng em biết được thế giới rộng lớn ngoài kia còn rất nhiều người đau khổ, thiệt thòi, nhưng họ đang cố gắng vươn lên từng ngày để sống một đời hữu ích. Những món quà tinh thần tràn ngập lòng yêu thương từ chương trình Cùng Bạn Đọc Sách tiếp tục được trao truyền để giúp người khuyết tật nói chung và các em học sinh, sinh viên khuyết tật nói riêng có thêm động lực,
sự hiểu biết và có thêm những người bạn, người thầy trong hành trình hòa nhập với cộng đồng, vượt khó vươn lên, làm chủ cuộc sống của mình.